Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ ạ Trước mắt anh em là dòng Kia Sorento nhé Thì trong cái video ngày hôm nay, hôm nay nó cũng đã là ngày 29 của tháng 12 rồi Với cái chính sách giá bán mới để chia sẻ cho anh em Thì anh em có thể là cân đối, cân nhắc để lấy cái dòng Kia Sorento này Hay là các xe có cùng phân khúc cạnh tranh trên thị trường, anh em nhé đó. Thì dòng Kia Sorento đang cạnh tranh với các xe Ví dụ như là xe Mazda CX-8 này xe Toyota Fortuner này, xe Ford Everest này hay là rất nhiều xe khác đó. thì uh, trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ tính giá lăn bánh cho anh em ở khu vực Hà Nội này, ở thành phố Hồ Chí Minh và anh em ở các tỉnh để cho anh em có thể cân đối nó chi tiết và rõ ràng nhất anh em nhé. Uh, dòng Kia Sorento này là sẽ có 5 sự lựa chọn cho anh em, nó bao gồm 3 phiên bản máy dầu và 2 phiên bản máy xăng. thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em anh em nhé thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em ba cái phiên bản của máy máy dầu đi ạ đầu tiên là cái bản 2.2 chấm hai signature 7 ghế đó bản này hiện tại đang có giá là 1 tỷ ba triệu sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt tại thời điểm cuối tháng 12 này thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá. Anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1 tỷ 473 triệu Trả góp thì đang là 378 triệu Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh ý, Thì hiện tại đang vào khoảng 1 tỷ 456 triệu Trả góp thì đang là 350 triệu Còn lăn bánh ở tỉnh nhá Thì anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1 tỷ 438 triệu Trả góp thì đang là 332 triệu Đó còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy, hoặc là tặng phụ kiện ra sao thì anh em vui lòng gọi điện hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại góc trái màn hình nhá thì lúc đó em sẽ chia sẻ cũng như là gửi tới cho anh em một cái mức giá chi tiết cũng như là sẽ là có giá cạnh tranh nhất anh em nhá đó à, những cái khoản mà em đang tính cho anh em nó bao gồm các chi phí cứng anh em tự đi đăng ký nó bao gồm tiền thuế trước bạn này phí biển số đăng kiểm à, phí đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự đó đối với anh em mua qua trả góp nhé thì anh em à, sẽ cộng thêm giúp em cái tiền bảo hiểm thân vỏ vào vì nó là bắt buộc đó với cái bản 2.2 xích 7 bảy ghế này bên em đang sẵn xe giao ngay đủ màu cho anh em tại thời điểm em đang chia sẻ anh em nhé đó anh em lưu ý có thể là lấy xe ngay tại thời điểm anh em có thể là lấy ngay tại thời điểm cuối tháng 12 này ok tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai của máy dầu đó là cái bản 2.2 premium bản này là bản hai cầu anh em nhé à, Các bạn này hiện tại đang có giá 1 tỷ 329 triệu Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại Ở cái thời điểm 29 tháng 12 này Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá Anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1 tỷ 446 triệu Trả góp thì đang là 366 triệu Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh ý, Thì hiện tại đang vào khoảng 1 tỷ 430 triệu Trả góp thì đang là 340 triệu còn lăn bánh ở tỉnh nhá thì anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1 tỷ 412 triệu trả gốc thì đang là 322 triệu. Đó. Với cái bản 2.2 Premium này bên em đang có sẵn xe tại showroom, sẵn hồ sơ luôn. Một xe màu trắng, một xe màu đen và một xe màu đỏ mận. Đấy, anh em hoàn toàn có thể là cân nhắc lấy những xe luôn vào ngay tại thời điểm này. Đấy. Với cái chính sách giá bán như thế này thì anh em hoàn toàn có thể gọi điện cho em để nhận giá sẽ là cạnh tranh và cạnh tranh hơn như thế này anh em nhé Đấy. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba của máy dầu, đó là bản 2.2 Luxury. Cái bản này hiện tại đang có giá là 1 tỷ 179 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt tại thời điểm cuối tháng 12 này thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1 tỷ 285 triệu. Trả góp thì đang là 332 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh ý, thì hiện tại đang vào khoảng 1 tỷ 271 triệu. Trả góp thì đang là 308 triệu Còn ăn bánh ở tỉnh nhá Thì anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1 tỷ 253 triệu Trả góp thì đang là 290 triệu tròn Đó Những cái chi phí cứng em đang tính cho anh em Nó bao gồm tiền thuế trước bạ này Phí biển số Phí đăng uh, kiểm Phí đường bộ Và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự và cái khoản mà em đang tính cho anh em mua qua trả góp ấy Thì em đang tính và hỗ trợ cho anh em khoản vay tối đa lên tới uh, phần trăm giá trị xe trong vòng 85. Và mua qua trả góp thì anh em cộng thêm giúp em cái tiền bảo hiểm thân vỏ vào vì đó là bắt buộc anh em nhé Đối với anh em mua qua trả thẳng ấy thì em đang uh, bên em đang có cái chính sách anh em chỉ cần vào 20% giá trị xe thôi là bên em có thể là, là 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 xuất hóa đơn cho anh em luôn vào ngay để đi đăng ký tại thời điểm này. Để uh, xe này thì nó sẽ không có ngay nhưng mà 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 sẽ phải đợi sang đầu tháng 1 thì xe sẽ, sẽ có hiện tại bên em còn một xe màu trắng thôi Nó có thể ra ngay rồi các xe màu khác là không có là chỉ phải phải đợi anh em nhé đó ok tiếp theo thì em xin chia sẻ với em cái bản đầu tiên của máy xăng đó là bản 2.5 xích trồ cái bản này hiện tại đang có giá là 1 tỷ 249 triệu Đối với cái bản 2.5 xích nitro này anh em mà đặt tại thời điểm này thì xe nó sẽ không có sẵn nhá. Và sẽ giao xe vào 15 tháng 10 10 15 tháng 1 tới. Đó, anh em lưu ý cho em. Bất kể màu nào đều có. 15 tháng 1 này là sẽ có xe cho anh em anh em nhá. Đó. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại ấy, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá. Anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1 tỷ 400 triệu tròn. Trả góp thì đang là 359 triệu. Năn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh ý, thì hiện tại đang vào khoảng 1 tỷ 384 triệu. Trả góp thì đang là 334 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá thì anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1 tỷ 366 triệu. Trả góp thì đang là 315 triệu. Đó. Những cái khoản mà em tính cho anh em là bao gồm các chi phí cứng nhé để anh em có thể là tự đi đăng ký. Là bao gồm tiền thuế trước bạ, phí biển số, phí đăng kiểm, phí đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Các chi phí này mà anh em cần đăng ký chọn gói Thì anh em lại thêm giúp cho em cái tiền uh, chi phí dịch vụ vào Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai của máy xăng Đó là cái bản 2.5 Premium Cái bản này hiện tại đang có giá là 1 tỷ 189 triệu Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại nhé Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội Anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1 tỷ 328 triệu Trả góp thì đang là 338 triệu Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh ý, Thì hiện tại đang vào khoảng 1 tỷ 314 triệu Trả góp thì đang là 315 triệu Còn lăn bánh ở tỉnh nhá Thì anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1 tỷ 296 triệu Trả góp thì đang là 296 triệu Đó Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cụ thể cho anh em Tất cả các phiên bản của dòng Kia Sorento Tại thời điểm cuối tháng 12 này rồi còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh nhá. Thì kênh xe giá tốt 24 giờ là kênh em trực tiếp đứng bán và hỗ trợ tốt nhất cho uh, anh em tại khu vực Hà Nội anh em nhé Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em ạ.